Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Theo tiếng nhàn nhạt phiêu phiêu mà vào, bên trong phòng khách trong tâm mọi người đều có chút khẩn trương, đều đưa mắt nhìn hắc sam thiếu niên đang cười dài. Một chút dương quang còn sót lại chiếu thẳng vào khuôn mặt của thiếu niên, nhìn qua có chút tiểu ý ánh mắt đảo qua khuôn mặt đang tươi cười đầy thanh tú, sau đó dừng ở con ngươi đen kịt, không thấy một điểm tiểu ý, trái lại là một mảnh hờ hững đầy băng lạnh. Bấm vào đây để xem nội dung. Nhìn thân hình thiếu niên, mọi người trong phòng vội vàng lui về phía sau mấy bước, sau đó đều xúm lại đứng gần la bố. Ánh mắt lướt qua một vòng trong đại sảnh, tiêu viêm chậm rãi tiến lên, ở phía sau hắn, đám người tiêu đình cũng theo nhau mà vào, không có một chút hảo ý nhìn chằm chằm vào đám người đối phương là bố đội trưởng thủ đoạn thật tàn nhẫn a à, tầm mắt đầu tiên là đảo qua những thành viên mặc phục sức của sa chi dong binh đoàn hai mắt tiêu viêm híp lại nhìn la bố đang ngồi trên ghế mỉm cười nói lần trước để lại mạng của ngươi tựa hồ là một quyết định sai lầm bị con người của tiêu viêm nhìn vào thân thể của la bố có chút phát lạnh không tự chủ được thân thể quay mắt nhìn đám thuộc hạ sau lưng khóe mắt lóe lên chén trà trong tay đột ngột bị chấn nát ngươi kêu là tiêu viêm phải không nước trả theo cúng bột phấn rơi xuống là bố tỏ vẻ thản nhiên nhìn nói ta không biết ngươi tột cùng có lai lịch như thế nào nhưng cũng không muốn biết bất quá ngươi hôm nay nghênh ngang xông vào xa chi dòng binh đoàn của ta có hay không cho ta một cái lý do là bố cười lạnh nói ha ha xin lỗi không có lý do gì tiêu viêm lắc lắc đầu cười nói nếu như muốn có lý do thì đó chính là hôm nay ta đem xa chi dòng binh đoàn của ngươi cấp diệt da mặt co quắp vài cái khuôn mặt tiêu viêm cợt nhả luôn luôn khiến cho la bố tràn đầy lửa giận hơn nữa nhiều người không biết hư thực của đối phương liền nghiến chặt hàm răng bàn tay la bố hung hăng vỗ mạnh lên mặt bàn nhất thời làm cho mặt bàn cứng rắn vỡ thành mảnh nhỏ tốt ta hôm nay thực sự muốn nhìn ngươi dựa vào gì để tới chọc xa chi rong binh đoàn của ta phẫn nộ quát lên một tiếng phía ngoài thân thể la bố đấu khí liền hùng hồn ngưng kết trong phút chốc biến thành một cầu áo giáp đấu khí bao trùm lấy thân thể hắn, các ngươi tự mình đem tới cửa. Ngược lại làm cho ta bớt đi, thời gian, hôm nay đều lưu lại đi. Đấu khí trong cơ thể bắt đầu chảy ra, la bố cuối cùng đứng lên, đấu khí của đại đấu sư nhất thời tràn ngập trong phòng. Nhận thấy cỗ kình khí mạnh mẽ và áp bách sắc mặt tiêu đỉnh và mọi người khẽ biến, cước bộ không tự chủ liền lui ra sau một bước bình tĩnh nhìn khí thế nồng hậu của la bố hai mắt tiêu viêm chậm rãi nhắm lại, khí tức cả người thu liễm vào cơ thể, nếu như không cẩn thận nhìn thì cứ nghĩ là thiếu niên chính là một người bình thường. Nhìn cử chỉ kỳ dị của tiêu viêm, tiêu đỉnh bên cạnh hơi sừng sốt, bất quá bọn hắn cũng không mở miệng quấy rối an tĩnh đứng phía sau tiêu viêm. Khi ánh mắt tiêu viêm nhắm lại, hải ba đông đứng một bên, khuôn mặt già nua thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, quay đầu chăm chú nhìn tiêu viêm, tại vì lão cảm ứng được khí tức của thiếu niên trước mặt bỗng nhiên cực kỳ xa lạ cùng với kinh khủng khẽ nhíu mày trong lòng nghi hoặc lẩm bẩm nói cỗ khí tức này thật mạnh cho dù hiện ta thế này cũng so xa còn kém người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi thì chỉ có thực lực đấu sư lúc thì có thực lực đấu hoàng thật là một tên quái thai thực lực của hải ba đông vượt xa mọi người bởi vậy lão mới có thể cảm giác khí tức của tiêu viêm càng ngày càng kinh khủng còn những người khác nhìn tiêu viêm thì giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi đôi mày khẽ nhíu lại nhìn cử chỉ kỳ quái của tiêu viêm, trong lòng la bố thoáng hiện lên một vẻ bất an. Bàn tay vung lên trầm giọng nói, giết bọn họ. Nghe được mệnh lệnh của la bố, hơn 10 người phía sau liếc mắt nhìn nhau một cái, chợt cắn răng rút vũ khí sắc bén bên hông. Có vài tên đấu sư liền nhanh chóng triệu hồi xa y đấu khí, sau đó rất có thanh thế, liều chết sung phong hướng về phía tiêu viêm. Nhìn đối phương cử động, sắc mặt tiêu đỉnh lạnh lẽo bàn tay vung lên định cho người lao lên thì hải ba đông một bên chợt nhàn nhạt nói không cần xuất thủ nhìn là được nghe vậy tiêu đình hơi sừng sốt quay đầu nhìn tiêu lệ tuy rằng bọn họ không quen thuộc với hải ba đông bất quá có thể để tiêu viêm gọi là cường giả vậy thực lực sẽ không yếu lão có khả năng biết tự nhiên là hiểu hơn đám người bọn mình ít đem mọi người ngăn trở ánh mắt tiêu đình gắt gao nhìn chằm chằm thành viên xa chi dòng binh đoàn bàn tay nắm chặt thoáng hiện ra chút mồ hôi. Tại lúc đoàn người của Sa Chi Dong binh đoàn sắp công kích thì hai mắt đang nhắm chặt của tiêu viêm rốt cuộc mở ra. Còn người đen kịt thiếu đi sự phấn chấn của thiếu niên mà tăng thêm thế sự tang thương. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn khuôn mắt dữ tợn của các dòng binh tiêu viêm châm rãi giơ tay lên ở chỗ ngón tay thon dài em mờ bạch sắc hỏa diễm chợt lóe lên. Khí bạch sắc hỏa diễm hiện lên. Hơn 10 người dòng binh thân thể chợt rung lên, sau đó là từng đạo ánh mắt kinh hãi, một cỗ băng trắng noãn. Từ bàn chân mà tràn lan đến chỉ ngắn ngủi 3 giây thời gian hơn 10 đạo nhân ảnh toàn thân biến thành những khối băng. Nhìn những dòng binh bị đóng thành những khối băng, hải ba đông đứng một bên, da mặt bỗng run lên vài cái. Trong lòng ngầm hút một ngụm lương khí, người khác cho rằng băng tầng này là do hàn khí ngưng tụ mà thành, bất quá lão là người hơn nửa đời chơi với băng. Cho nên lão biết cái này tuyệt đối không phải do hàn khí tạo thành. Khi hai ba đồng đang muốn nhận biết thì tầng băng đang bao vây lấy hơn 10 người giông binh chợt biến thành hư vô, đó chính là hư vô, ngay cả xương cốt cũng không để lại. Tuy rằng loại bạch sắc là kết tinh của hàn băng, nhưng không phải là băng, bởi vì khi kết tinh chính là một loại nóng rực có nhiệt độ rất cao. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo vn Người này, quả thực là kinh khủng, đây mới là chân tránh thực lực của hắn. Ít hầu hơi thắt lại. Hải ba đông tại khi mình khôi phục thực lực không trở mặt với tiêu viêm mà cảm thấy may mắn. Trong phòng khách chợt xuất hiện hơn 10 tòa người băng. Khiến cho mọi người trong phòng khách lâm vào trầm mặc vẻ mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi, nhìn chầm chầm hơn 10 tòa băng biến thành hư vô. Toàn thân đột nhiên toát ra hàn ý từ trong xương. Bên cạnh La Bố, những người đấu sư này không thuộc vào Sa Chi dòng binh đoàn, vẻ mặt cũng ngây ra, trong lòng hiện lên sự bất an, bọn họ bây giờ mới cảm giác được La Bố cảm giác. Tựa hồ có chút không sai. Lần này phiền phức, đầu lĩnh nam tử chợt lẩm bẩm. Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn La Bố đang há mồm trên ghế, cước bộ chậm rãi bước qua. Tiêu viêm cước bộ thong thả đi vào phòng khách, một lát sau đứng ở trước người la bố, nụ cười chợt lóe ra, nhẹ nhàng nói, lần trước nhắc nhở cho ngươi. Vì sao còn ngu xuẩn như vậy, ực ừ, nuốt khan một cái, trên chán la bố xuất hiện những giọt mồ hôi theo chán mà chảy xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu niên có khuôn mặt thanh tú chứa nhàn nhạt, nhạt tiểu ý. Nhưng có hàn khí tỏa ra, làm cho la bố như bị giam trong hầm băng, vào giờ khắc này, la bố đã cảm giác được khí tư xê của tử vong nhưng vì đối diện với tử vong cho nên la bố có chút không sợ hãi hàm răng nghiến chặt lại la bố cũng không cam tâm thúc thủ chịu chết liền thúc động đấu khí nhất thời áo giáp ngoài than thể trở nên kiên cố hơn ánh mắt có chút châm chọc nhìn chằm chằm la bố đang ngoan cố này tiêu viêm khẽ cười ngón tay thon dài chợt nhấc lên sau đó cứ từ từ hướng về phía cổ của la bố đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay không ngừng phóng đại, la bố muốn tránh, nhưng càng hoảng sợ thân thể của hắn bắt đầu làm phản. Không muốn nghe lời của chủ nhân, bàn tay trắng nõn như nữ nhân, phiêu phiêu rơi vào chiếc cổ của la bố chạm vào bên trên đấu khí áo giáp tiêu viêm mỉm cười. Sau đó, tầng áo giáp đấu khí bắt đầu tự động hòa tan ra. Đồng tử lúc này mở to, là bố bắt đầu có thể cảm thụ được áo giáp đấu khí bắt đầu bị hòa tan, nhưng mà hắn không kịp nói, toàn thân la bố các lỗ chân lông đột nhiên dựng thẳng lên. Bóng ma tử vong cứ gắt gao luẩn quẩn trong đầu, đại, đại nhân, tha mạng. Khi bị bàn tay gắt gao cầm lấy cổ, la bố cảm thấy được thực lực kinh khủng của đối phương, thân thể sợ hãi, khẽ động cái bàn tay tử thần này sẽ đem mạng nhỏ của mình lấy đi sắc mặt trắng bệch như cương thi mồ hôi lạnh thẩm thấu ra ngoài chỉ một lát quần áo giống như mới bị ngâm nước mang ra biết tin tức của thanh lân không tiêu viêm bỏ nhẹ tay mỉm cười hỏi nghe vậy là bố giật mình khi hắn trầm mặc trong giây lát cái cố trong bàn tay bông nhiên trở nên lạnh lẽo rất nhiều thoáng cho thân hình của hắn giật thột một cái, ngẩng đầu nhìn con người đen kịt như mực, hắn không chút nghi ngờ, nếu mình trần chờ trong chốc lát, đối phương liền biến hắn thành một khối băng. Lập tức gật gật đầu thanh âm có chút sợ hãi, gấp gáp trả lời, đại nhân, ta biết chúc mừng ngươi, mạng của ngươi hiện tại đang trong tay của ngươi. Tiêu viêm khẽ cười cười chậm rãi thu hồi bàn tay, vẻ mặt vẫn nở nụ cười ấm áp nhưng vẫn như cũ làm cho la bố phát lạnh khắp cả người trong đại sảnh những đạo ánh mắt như tê dại tiêu viêm thuận tay rút ra một cái ghế. Nhìn khuôn mặt la bố đang trắng bệch khẽ vuốt móng tay, nhàn nhạt nói, nói một chút đi. Các người gần đây xảy ra việc gì lấy thế lực của ngươi tự hồ không thể quét ngang được các thế lực ở thạch mạc thành A, à, nghe lời nói y yêu viêm có chút tổn hại khuôn mặt la bố ngượng ngùng cười khổ nói, đích xác ta cũng không có ý nghĩ độc bá thạch mạc thành. Hơn nữa thực lực của Sa Chi Dòng binh đoàn cũng không đủ để độc bá. Tất cả việc này là bởi vì nguyên nhân nằm ở mặt thiết dòng binh đoàn thanh lân tiểu cô nương. Khuôn mặt la bố thoáng co lại. Hiện lên sự hối hận la bố, ngươi hãy cẩn thận những gì ngươi nói. Gia tộc bọn ta có thể giúp ngươi xưng bá thạch mạc thành thì cũng có thể cho các ngươi trong khoảnh khắc bị giết chết. Ngay khi la bố định nói ra thì mấy nam tử đứng một bên hét to lên nói. Nghe, được tiếng quát này. Sắc mặt la bố hơi đổi, một lát sau hắn hung tợn đối vói nam tử kia cả giận nói, con mẹ mày, nếu không phải vì các ngươi. Lão tử cũng không có kết cục như hôm nay, bọn họ là ai? Tiêu viêm quay đầu nhìn chằm chằm mấy người không phải là người của Sa Chi Dòng binh đoàn, nhẹ giọng hỏi. Nhìn thấy tiêu viêm nhìn qua mấy vị nam tử không nhịn được lui ra phía sau mấy bước đấu khí trong cơ thể cấp tốc chảy xuống, khoe mắt không tự chủ được nhìn phía dưới chân. Sợ băng tầng quỷ dị bỗng nhiên theo bàn chân mà lan lên, hiển nhiên lúc trước tiêu viêm ra tay cũng đủ làm cho bọn hắn có chút sợ hãi, bọn họ là người của mặc gia. Vị thanh lân cô nương kia cũng là do đại trưởng lão của họ bắt đi, bọn họ liên hệ với sa chi dòng binh đoàn chúng ta, nói là có thể giúp chúng ta xưng bá thạch mạc thành bất quá điều kiện chính là phải đem người của mạc thiết dong binh đoàn giết sạch là bố nhìn qua đám người tiêu đỉnh nói mặc ra nghe vậy sắc mặt tiêu đỉnh khẽ biến thất thanh nói ra bọn họ có lai lịch thế nào tiêu viêm quay đầu nhìn tiêu đỉnh đang có chút hoảng sợ hỏi mặc ra ra mã đế quốc là đông bắc tứ đại gia tộc thế lực tuy vẫn kém so với nạp lan gia tộc bất quá cũng không được khinh thường hàng năm bọn họ chiếm cứ địa phương ở đông bắc cơ hồ là thâm căn cố đế nghiễm nhiên là một phương bá chủ không nghĩ tới bọn họ lần này lại đối phó với chúng ta tiêu đỉnh nhíu mày nói mặc ra bọn họ thực lực như thế nào ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tiêu viêm thấp giọng hỏi mặc ra thực lực rất mạnh theo như ta nghe vị đại trưởng lão tên của hắn là mặc thừa hắn cũng là vang dội ở địa phương năm đó chính hắn một người một ngựa đem đoàn cường đạo hắc phong hung ác ở phía đông đế quốc giết sạch phải biết rằng Hắc Phong cường đạo đoàn thực lực không thể khinh thường, trong đó có ba người là đại đấu sư, đấu sư thì có hơn 10 người, đế quốc nhiều lần đưa binh chinh phạt. Nhưng không làm được gì ngược lại tổn thất trầm trọng, chàng giết chóc kia quả thật là máu chảy thành sông. Bởi vậy cũng tạo cho hắn ngoại hiệu là quái tử. Tiêu đỉnh trầm giọng nói, tự hồ cũng là một người độc ác a à, tiêu viêm khẽ cười nói, đương nhiên, tuy rằng chỉ là một gã đấu linh thực lực chính xác rất mạnh bất quá làm cho mặc thừa có được danh phận và địa vị như hôm nay chủ yếu là hắn còn có một thân phận khác nói đến chỗ này khuôn mặt tiêu đỉnh thoáng có chút cổ quái có thân phận gì tên kia lúc trẻ tuổi đã bái vào môn hạ của vân lam tông sau đó bởi vì xen vào sự vụ của gia tộc thì ly khai vân lam tông bất quá hắn được xem là rất thông minh tuy rằng thoát ly vân lam tông bất quá mỗi năm vẫn cấp cho vân lam tông một phần trọng lễ hơn nữa khi nào vân lam tông có sự vụ gì hắn tự mình đến chúc mùng, thái độ cực kỳ khôn khéo, nghe nói trước kia được tông chủ của Vân Lam Tông Thu làm đệ tử. Nên khi trở về liền, khoe khoang chính mình được xem nghi thư xê tông chủ Vân Lam Tông Thu nhận đồ đệ của tông chủ Vân Lam Tông. Đương nhiên có thể được xem nghi thức thu nhận đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông cũng là làm cho người ta hâm mộ. Mặc dù nói như vậy, bất quá tiêu đỉnh vẫn lắc đầu trong lòng đối với nhân phẩm của mặc thừa có chút khinh bỉ đúng rồi tông chủ vân lam tông nhiều năm như vậy mới thu được một nữ đệ tử người này hẳn là ngươi có biết nàng là ai tiêu định nhẹ giọng nói hơi gật đầu tiêu viêm nhàn nhạt nở nụ cười nữ đệ tử kia ngoài nạp lan yên nhiên thì còn có thể là ai bởi vậy tuy rằng người này thoát ly vân lam tông không chỉ không bị chấp pháp đội truy sát ngược lại tiện nghi cái danh đệ tử vân lam tông nhiều năm này cường giả ở Đông Bắc không muốn xung đột với hắn, nguyên nhân cũng bởi là Vân Lam Tông, ha ha dù sao chân chính cũng là một ngọn núi lớn tiêu đỉnh thở dài một hơi, cười nói, tiểu tử. Người đã biết ngọn núi của Mặc Gia dựa vào, hãy thư xê thời một chút, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, thật còn. Nghe được tiêu đỉnh nói ra, một người tranh niên trong đám người nhịn không được hiện lên vẻ đắc ý, nhìn biểu hiện đến mức lô hỏa thuần thanh như thế này, hiển như không phải là lần đầu tiên nhưng mà lời nói đắc ý của hắn còn chưa xong tiêu viêm ngồi ở ghế tùy ý phất tay một tầng băng trong nháy mắt từ bàn chân hắn tràn lên sau đó bao bọc lại đồng thời cũng không kịp nói xong lời hôm nay cho dù là tông chủ vân lam tông đến đây cũng không thể mang nhóm các ngươi đi cho nên đừng nói hoang ai nói một câu thì nhìn gương của hắn tiêu viêm ngay cả nhìn người băng kia một cái cũng không nhìn ngữ khí đạm bạc nói ra Nghe được những lời cuồng ngạo như thế, bốn người còn lại hiện lên vẻ tức giận, bất quá, khi nhìn lại khối băng kia, nên chỉ đành hung hăng đem những lời định nói nuốt vào, bất quá. Bọn người kia thực kỳ quái, đoạt người của chúng ta, còn muốn đem toàn bộ người của chúng ta giết sạch. Hay là sợ chúng ta biết việc gì tiêu đỉnh khẽ cau mày lại, có chút nghi hoặc lầm bẩm nói, biết bỏ họ bắt thanh lân để làm gì không? Tiêu viêm nhìn la bố dò hỏi, việc này ta cũng không biết ánh mắt la bố tà tà nhìn khối băng trước mặt, nuốt một ngụm nước miếng, ngượng ngùng lắc đầu. Tự hồ hắn sợ tiêu viêm, không tin. Liền nhanh chóng bổ súng ta với bọn họ không tiếp xúc qua, tên mặc nhiễm kia chính là người có địa vị cao nhất mà ta tiếp xúc. Tiêu viêm nhìn chằm chằm vào la bố. Sau một lúc lâu mới gật đầu, ngón tay hướng về phía người nam tử, nói bọn họ chắc là người của mặc gia phải không, vâng, la bố vội vàng gật đầu. Cười cười tiêu viêm đem ánh mắt rời qua đám người của mặc gia cười nói mấy vị nói đi các ngươi bắt thanh lân để làm gì vị nam tử đang đứng ánh mắt có chút run rẩy nhìn khối băng trước mặt yết hầu hơi chuyển động run giọng nói chúng ta cũng chỉ là phụng lệnh làm việc cũng không biết rõ nội tình đôi mắt tiêu viêm híp lại ngón tay khẽ bắn ra băng tầng yêu dị lần thứ hai lan nhanh đến một gã đang dứng cạnh nam tử trong chớp mắt biến thành một cái băng côn ta nghĩ ta muốn nghe lời nói thật ánh mắt của tiêu viêm làm cho mấy người của mặc ra xem hắn như ác quỷ khủng bố. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo vn chúng ta thực sự không biết. Bàn chân hơi run run, sắc mặt nam tử hiện lên vẻ sợ hãi, thanh âm cũng có chút khàn. Nghe vậy, khuôn mặt tiêu viêm đạm bạc muốn phất tay, hải ba đông đứng một bên bỗng nhiên lên tiếng nói, đừng hỏi bọn họ, đích xác bọn họ cái gì cũng không biết, lấy bí mật của mặc ra chắc sẽ không lộ ra đâu. Bàn tay dừng lại tiêu viêm quay đầu nhìn hải ba đông cười nơi, người biết cái gì sao? Ánh mắt cùng con người tối đen như mực nhìn qua một cái, sau một lúc lâu. Hải ba đông mới chậm rãi nói, năm đó ta cũng đã tiếp xúc qua với mặc gia, cho nên biết một chút bí ẩn, tổ truyền của mặc gia là một vị luyện dược sư. Bất quá hắn đối với chính thống luyện dược sư không có hứng thú quá lớn, ngược lại, cố ý nghiên cứu những thứ cổ quái, tỉ như đem những thứ cường đại của ma thú như, móng vuốt hoặc cốt cách trồng lên cơ thể con người, thật là tên biến thái tiêu viêm nhẹ giọng nói, hắc hắc quả thật là biến thái, bất quá tên kia coi như có chút bổn sự. Cuối cùng cũng thành công một chút, lúc ấy rất nhiều người mặc di trồng thứ này, tuy rằng lực lượng tăng không ít nhưng bất quá cũng biến cho người không ra người. Quỷ không ra quỷ, đem ma thú nghiên cứu nhiều, cuối cùng hắn đánh chú ý lên những người sinh ra có chút quỷ dị. Người cũng biết, luôn luôn có những người không giống với người thường vị tổ tiên kia của mặc gia muốn đem biện pháo đưa những loài người kia bắt lấy, sau đó liền lấy đi trên người bọn họ là khí quan, cuối cùng trồng lên người của mặc gia. Khiến cho thực lực của bọn họ tăng mạnh. Nói đến chỗ này, khuôn mặt của Hải Ba Đông hiện lên sự chán ghét hiển nhiên lão đối với phương pháp biến thái này cực kỳ bài xích. Ta nghĩ thanh lân tiểu cô nương chắc có điểm không giống người thường đi sao. Nói cách khác ta cũng khi nghĩ là bọn họ không thể bỏ ra phí tổn lớn như vậy để bắt một tiểu cô nương nghe hải ba đông nói sắc mặt tiêu viêm trở nên cực kỳ khó coi hắn tự nhiên là biết thanh lân có cái gì khác với thường nhân cái gọi là bích xà tam hoa đồng chính là dược lão cũng đánh giá rất cao nếu như mặc ra phát hiện được bí mật này lấy tính tình biến thái của bọn họ tự nhiên là tận dụng mọi cơ hội để bắt nàng Còn mẹ nó nguyên lai lũ tập trùng này đánh chú ý vào ánh mắt của thanh lân sắc mặt âm trầm như nước tiêu viêm nắm chặt bàn tay tay áo bông nhiên vung lên một cỗ bạch sâm hỏa diễm bão dũng mà ra, mấy người nam tử trừ bỏ người đã trả lời Tiêu Viêm thì kêu thảm một tiếng, sau đó bị đốt cháy thành hư không. Một bên, hai ba đông nhìn thấy Tiêu Viêm nổi giận, trong lòng Hải Ba rộng đột nhiên sáng tỏ, lẩm bẩm nói: "Xem ra vị tiểu cô nương Thanh Lân kia nguyên lai like là bị Mặc gia theo dõi a." À, trong phòng khách kéo theo vài vị Mặc gia người bị đốt cháy thành hư vô, bầu không khí trong phòng khách chợt trở, trở nên im lặng như tờ phía trên trán mồ hôi lạnh chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống là bố ngồi ở trên ghế không dám động đậy chút nào vụng trộm liếc mắt nhìn vị thiếu niên áo đen sắc mặt âm u toàn thân lại tiếp tục bị bao phủ một trận âm hàn vị mặc gia nam từ còn lại toàn thân cứng ngắc đứng ở tại chỗ khuôn mặt tại giờ khác này trong giây lát trở nên trắng bệch môi run cầm cập trong nhãn châu lộ ra vẻ sợ hãi trước kia chỉ cần bạch sắc ngọn lửa tiếp tục trôi tới đây một chút như vậy hắn hiện tại chỉ sợ cũng ngay cả cho tàn cũng không có để di lưu người người đây là khiêu khích mặc ra chúng ta nam giới âm thanh run rẩy sắc mặt trở nên co rút lại ta không riêng chỉ muốn khiêu khích ta còn muốn đem cái đồ mặc ra chết tiệt đánh một trận tiêu viêm âm u lạnh lẽo cười nói người không cần quá kiêu ngạo người đứng sau mặc ra chúng ta nhưng lại là vân lam tông nam giới tức giận nói như tự cấp bản thân dũng khí âm thanh nói được rất lớn mang ta đi mặc ra. Hoặc là ngươi và đồng bạn trước kia giống nhau, hai lựa chọn đó, chính ngươi tự quyết định. Tiêu viêm mười ngón dao nhau, đặt ở trước người, nghiêng liếc nhìn nam giới đang run rẩy Lạnh nhạt nói, mặc ra không có phản bội. Nam giới cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, miệng vẫn như cũ có chút cứng rắn, nhưng mà ngay lúc này đây tiêu viêm dường như mất đi sự kiên nhẫn dư thừa. Bàn tay nhẹ, khẽ vung, một lũ dày đặc bạch sắc hỏa diệm như tia chấp thoát ra khỏi đầu ngón tay, sau đó tại nam giới vẻ mặt kinh hãi, đem. Đốt cháy thành một mảnh hư vô. Mặc ra tổng bộ là ở trong Diêm Thành phía đông đế quốc. Đó là một tòa thành thị thuộc tỉnh lớn nhất phía đông của đế quốc Tiêu Đình ngay phía sau Tiêu Viêm nhẹ giọng nói từ Thạch Mạc Thành đến Diêm Thành đi đường mà nói. Có lẽ yêu cần 8 ngày thời gian nếu là phi hành mà nói. Một ngày thời gian liền tới hơi gật đầu tiêu viêm quay đầu lại, đem ánh mắt tập trung tại trên người la bố, cười dài nói. La bố đội trưởng kế tiếp chúng ta dường như nên nói một chút về vấn đề giữa chúng ta. Mặc kệ ngươi là chịu xúi dục của người phương nào, nhưng mà các ngươi đối với mặc thiết dòng binh đoàn chúng ta tạo thành tổn thất không nhỏ. Điều này thực sự là sự thật, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghe vậy, trên khuôn mặt la bố, mồ hôi lạnh ngay lập tức chảy xuống hắn mặt như thổ sắc run giọng nói ta xa chi dong binh đoàn bồi thường cho quý đoàn 10 vạn tiền vàng. Chẳng biết có thể được không? Tiêu viêm mỉm cười lắc đầu, 20 vạn, 30 vạn, nhìn người kia vẫn như cũ phe phẩy đầu, hơn nữa tiểu viêm ý cười trên khuôn mặt càng thêm băng lãnh. Là bố rốt cục khóc tang nói, tiêu viêm đại nhân rốt cục muốn như thế nào, ngài liền nói rõ đi, lấy thực lực của ngài chúng ta Sa chi dòng binh đoàn căn bản không có chút xíu cơ hội phản kháng tới bây giờ, là bố cũng đích xác hết hy vọng, lấy tiêu viêm thực lực khủng bố. Sa Chi Dòng binh đoàn căn bản không có tư cách cùng hắn nói điều kiện. Để cho Sa Chi Dòng binh đoàn sát nhập vào mặc thiết Dòng binh đoàn, đoàn viên cấp thấp để cho bọn hắn một ít tiền tài. Loại bỏ ra, thất tính đấu giả trở thành đoàn viên thì có thể lưu lại nếu như là đấu sư mà nói, duy trì địa vị vốn có tiêu viêm hướng về phía la bố chậm rãi nói nghe thấy tiêu viêm nói thế phòng khách bên trong tất cả mọi người đều sửng sốt rất nhanh sắc mặt bất đồng tiêu đình cùng tiêu lệ nhìn nhau liếc mắt trong lòng hơi có phần động tâm nếu như mạc thiết dong binh đoàn thật sự đem xa chi dong binh đoàn chiếm đoạt đi như vậy ở thạch mạc thành cho dù là một ít thế lực ở các thành thị phụ cận khác cũng khó cùng bọn chúng đối đầu đến lúc đó mạc thiết dong binh đoàn phát triển khẳng định có thể nhanh chóng thượng thăng nhưng mà loại lợi ích này mặc dù không nhỏ, nhưng tai hại cũng cực kỳ rõ ràng, xa chi dòng binh đoàn thực lực dù sao so với mặc thiết dòng binh đoàn mạnh mẽ hơn nhiều nếu để cho bọn họ xác nhập lại. Nói không chừng có thể xuất hiện tai họa ngầm, binh đoạt quyền chủ, đến lúc đó, có lẽ ngược lại có thể khiến mặc thiết dòng binh đoàn bên trong đại loạn, nói vậy. Nhưng chỉ là phần được không đủ bù đắp cái mắt. Tại lúc tiêu đỉnh cùng tiêu lệ hai người suy nghĩ lợi và hại trong việc này, là bố kia cũng là vẻ mặt khổ sáp lên mặc dù hắn cũng không có cái gì chí lớn xưng bá nhưng cũng không hề nghĩ phải chịu nghe theo sự sai khiến của người khác huống chi thực lực của hắn lại mạnh mẽ xa so với tiêu đỉnh hai người để cho hắn nghe theo mệnh lệnh hai người tự nhiên trong lòng khó tránh khỏi có phần bất mãn mạc thiết dòng binh đoàn là chúng ta ba huynh đệ sáng lập cho nên Ta cũng có thể xem như đội trưởng mặc thiết dòng binh, các ngươi là thủ hạ làm việc cho ta, nói vậy hẳn là không thể mất mặt chứ, làm như rõ ràng trong lòng La Bố bất mãn. Tiêu Viêm cười nói, Tiêu Viêm lời này, nhưng ngược lại khiến cho La Bố cùng với vài tên đấu sư phụ cận sắc mặt sắc mặt tốt lên một chút. Làm thủ hạ làm việc cho một người có lẽ là đấu vương cấp bậc cường giả, bọn họ không chỉ không thể mất mặt ngược lại còn có thể cảm thấy vinh hạnh bội phần. La Bố đội trưởng, rốt cuộc là xác nhập hay vẫn phải để ta thanh lý lựa chọn như thế nào chính ngươi làm quyết định đi. Nói tới đây Tiêu Viêm dừng một chút mỉm cười bổ sung thêm một câu hy vọng ngươi không tiếp tục lại khiến ta thất vọng. Bị cặp nhãn châu tối đen kia nhìn thẳng là bố khóe miệng nhịn không được run rẩy vài cái hít sâu một hơi sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full theo la bố trầm lặng phòng khách bên trong cũng là lần thứ hai tiếp tục rơi vào yên tĩnh trong không khí im lặng chỉ có mỗi tiêu viêm nhẹ nhàng gõ từng nhịp trên mặt bàn tạo thành tiếng vang rất nhỏ im lặng rằng co hồi lâu mà trên khuôn mặt của tiêu viêm ý cười dần dần thu lại khi đó là bố rốt cục cười khổ than thở một tiếng ngẩng đầu hướng về tiêu viêm nói hôm nay ta nghĩ ta nếu là không đáp ứng mà nói có lẽ ra chi dong binh đoàn phải chắc chắn phải giải tá sao tiêu viêm cười cười từ chối cho ý kiến Vậy ngươi cho rằng ta còn có thể lựa chọn đường khác sao?" La Bố vẻ mặt khổ sáp nói. Dường như không có A Tiêu Viêm cười nói, nhìn tới La Bố kia vẻ mặt cười khổ. Sau khi biết lựa chọn của hắn, nhún vai, lòng bàn tay đảo một cái, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện ở trong tay, ánh mắt sau khi nhìn lướt qua La Bố cùng với khuôn mặt ba vị đấu sư. Bình ngọc hơi nghiêng, từ đó lại ra bốn miếng đan dược màu đỏ, bấm tay nhẹ bắn mạnh ra, bốn miếng đan dược liền là bay vụt vào trong tay bốn người trong sự ngạc nhiên đừng nói ta không tin các ngươi đương nhiên nếu như ta nói ta bây giờ đối với các ngươi tin tưởng mà nói chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không tin tưởng sau khi nói ra câu có chút khó nghe tiêu viêm cười nói thứ này coi như không hơn kịch độc cái gì nhưng mà chỉ là nếu như thật sự là độc phát động tin tưởng ngoại trừ la bố đội trưởng có thể nhiều lắm kiên trì một hồi mà xem còn lại ba vị có lẽ sẽ đương trường mất mạng nghiêng đầu nhìn la bố tiêu viêm bổ sung nói nhớ kỹ ta nói chính là nhiều lắm kiên trì một hồi đều không phải là các ngươi có thể chống cự độc tính của nó nhìn la bố bốn người sắc mặt hơi cứng ngắc tiêu viêm cười nói này chỉ là ta thi triển một ít phòng bị mà thôi dù sao ta không có khả năng hoàn toàn tin tưởng các ngươi giải dược ta sẽ theo giai đoạn đặt ở trong tay đại ca của ta chỉ cần các ngươi đừng giở bất kỳ thủ đoạn nào tự nhiên sẽ không có việc gì ít lâu sau khi các ngươi đạt được tín nhiệm chính thức, ta sẽ giúp các ngươi xua độc. Dường như không ăn không được a à, nắm trong tay miếng đan dược màu đỏ. Là bố trầm lặng một lát than thở nói, hắn trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng nếu là không phục dụng đan dược của đối phương, có lẽ Tiêu Viêm căn bản không có thể tin tưởng hắn cam nguyện bị thu phục. Tiêu Viêm hơi gật đầu nhẹ giọng nói là bố đội trưởng tự nhiên là người thông minh, ngươi hẳn là biết ta làm như vậy cũng là vì mục đích bảo hiểm thôi." Cười khổ một tiếng, là Bố ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, mặc dù khuôn mặt kia mơ hồ mang một chút ý cười, nhưng mà chỉ trong nhãn châu. Vẫn như cũ lạnh lẽo, bị ánh mắt băng lãnh kia nhìn, là Bố trong lòng ớn lạnh trong tim, hắn tin tưởng, nếu bản thân bọn họ không chịu ăn vào miếng đan dược mà nói, có lẽ kết cục cũng sẽ như trước kia mặc ra mấy người không có gì khác biệt lại hít một hơi, là bố quay đầu cùng ba gã thuộc hạ nhìn nhau liếc mắt đều là cười khổ lắc đầu. Sau đó đành chịu đem miếng đan dược màu đỏ nuốt xuống, mặc kệ như thế nào, hôm nay cái mạng cuối cùng đã bảo trụ được. Nhìn kia bốn người ăn viên đan dược tiêu viêm lúc này mới gật đầu. Chậm rãi đứng dậy, nói, người trước chuẩn bị chuyện xác nhập đi, trong đoàn có một ít sâu mọt nhớ kỹ. Mạc thiết song binh đoàn không cần cái loại phế vật chỉ biết cáo giả uy hổ. Sau khi nói chuyện xong, tiêu viêm liền quay người từ phòng khách hướng ra ngoài. Tiêu đỉnh liếc mắt nhìn la bố vẻ mặt tinh thần xa sút tiếp theo cũng đi theo sát. Tại phía sau lưng của tiêu viêm, mạc thiết song binh đoàn đoàn viên, nhìn bóng lưng đơn bạc phía trước. Đầu hơi có phần mê muội vẻn vẹn nửa ngày thời gian, thế lực lớn nhất thạch mạc thành, lại bị cường hoành xác nhập mạc thiết song binh đoàn. Này một màn hỉ kịch thật sự là khiến mọi người cảm thấy như đang nằm mơ chán trường ngồi ở trên ghế, là bố nhìn đám người nối đuôi nhau mà ra, thở dài một hơi, vô lực vung tay, nói, chuẩn bị thanh lý đám người vô dụng này đi. Đội trưởng, chúng ta liền như vậy bị nhập vào mặc thiết dòng binh đoàn sao? Phía sau, một gã đấu sư cười khổ nói. Không như vậy, còn như thế nào nữa? Thực lực tiêu viêm, các người cũng rõ ràng nhìn thấy, hắn nếu là muốn hủy diệt chúng ta xa chi dòng binh đoàn, vẻn vẹn là đảo tay thôi. Hơn nữa, Dòng binh đoàn có một người là đấu vương cường giả làm ô dù tính an toàn, luôn so với trước kia cao hơn. Là bố vỏ đi vỏ lại cái chán, nói. Nghe vậy, bà gã đấu sư cũng chỉ nhìn nhau cười khổ ảm đạm không nói. Hướng về bên ngoài đi tới, chuyển qua góc đường, tiêu viêm bước chân chậm lại, quay đầu lại hướng về tiêu đình cùng tiêu lệ cười nói. Mặc dù cường hoành đem xa chi dòng binh đoàn xác nhập vào mặc thiết dòng binh đoàn có phần nguy hiểm, nhưng mà, lấy bản lĩnh của đại ca và nhị ca nói vậy hẳn là có thể đem bọn họ sự tình xử lý tốt. đích thực có phần phiền toái nhưng mà chỉ bằng nhị vị đại ca ta có thể tin tưởng đem la bố ép tới không dám làm sằng bậy. còn dòng binh từ xa chi dòng binh đoàn được chuyển tới ngược lại không cần quá mức lo lắng. ta có biện pháp xử lý. tiêu đình cười nói như thế là tốt rồi. nhìn thấy tiêu đình cũng không ngần ngại tiêu viêm cũng thở dài một hơi nói kế tiếp ta sẽ tới thành thị chỗ mặc ra một chuyến chuyện tình nơi này liền dựa vào các người. Đi mặc ra sao? Nghe vậy, một bên tiêu lệ nhíu mày, một lát sau gật đầu, nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, mặc ra dù sao cũng là thổ địa ở Diêm Thành. Hơn nữa bọn họ và Vân Lam Tông quan hệ cũng có chút không tệ. Ừm, mỉm cười gật đầu tiêu viêm hướng về hải ba đồng ở một bên phất tay, sau đó từ trong lưng khẻ run lên từ vân rực vẫy mở ra chậm rãi bay lên khoảng không trên cao, hướng về phía dưới tiêu đỉnh bọn người kinh ngạc cười khoát tay áo, sau đó cùng Hải Ba Đông bay lên không trung, hai cánh rung động. Thân hình hóa thành hai đạo ánh sáng lấp lánh, nhanh chóng tan biến tại phía chân trời. Trong phòng khách kéo theo vài vị mặc da người bị đốt cháy thành hư vô, bầu không khí trong phòng khách chợt trở, trở nên im lặng như tờ. Hai tia sáng nhàn nhạt giống như ngôi sao bình thường bay vút lên, trong chớp mắt đã biến mất tại chân trời. Phi hành bên cạnh Tiêu Viêm, Hải Ba Đông nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên, lúc này cỗ lực lượng khủng bố trong cơ thể kia đã hoàn toàn biến mất trở lại như cũ là hơi thở của đấu sư. Con mắt đục ngầu đánh giá Tiêu Viêm, Hải Ba Đông nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, cỗ lực lượng xa lạ có thể so với đấu hoàng cường giả kia. Chắc là không phải do ngươi phát ra sao?" Hải Ba Đông bất ngờ nói, làm cho tốc độ phi hành của Tiêu Viêm chợt chậm lại một chút quay đầu lại nhìn hải ba đông tiêu viêm lạnh nhạt cười nói hải lão tiên sinh vì cái gì lại hỏi như vậy tuy rằng ta không phủ nhận tiêu viêm tiểu huynh đệ có thiên phú tu luyện kiệt xuất bất quá ta đã lưu lạc nhiều năm như vậy loại thiên phú tu luyện này cũng không phải chưa từng gặp qua bọn họ khi bằng tuổi ngươi thực lực cũng chỉ là đấu sư hoặc đại đấu sư còn về phần đấu hoàng tuyệt đối không có khả năng hải ba đông cười cười nói cho nên trước đây ta cảm ứng được cỗ lực lượng xa lạ kia trong cơ thể ngươi, ngươi hẳn là không muốn để cho người khác biết. Ha ha, nói cách khác cỗ lực lượng kia kỳ thật cũng không phải của ngươi. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày liếc nhìn Hải Ba Đông, một lát sau khẽ cười nói. Hải lão tiên sinh quả không hổ danh là đấu hoàng cường giả, ánh mắt quả nhiên sắc sảo. Đối với việc đó, tiêu viêm cũng không có trực tiếp phủ nhận bởi vì hắn rõ ràng đã đạt tới cấp bậc đấu hoàng cường giả bất quá cũng may hải ba đông không phải là luyện dược sư nếu không bằng vào cảm giác của linh hồn cường đại của một gã luyện dược sư cấp bậc đấu hoàng đã có thể cảm nhận được lực lượng của mình linh hồn của dược lão nhất định không có chỗ trốn liền bị phát hiện lúc trước ở sa mạc khi đan vương cổ hà xuất hiện dược lão liền cẩn thận yên lặng tuy rằng cổ hà không nhất định có thể cảm nhận được sự tồn tại của dược lão tuy nhiên dựa vào cảm giác của linh hồn cường đại hắn ít nhất có thể biết cỗ lực lượng kia không phải của tiêu viêm nghe ý tứ của tiêu viêm tựa hồ không phủ nhận khuôn mặt hải ba đông thoáng có chút kinh ngạc bất quá hắn cũng biết rằng không nên hỏi tiếp nữa ha ha cỗ lực lượng kia đích thực không thuộc về ta tuy nhiên ngài nên biết ta có thể dùng lực lượng đó cùng đấu hoàng cường giả chống đỡ tiêu viêm có chút thâm ý cười nói hải ba đông gật đầu cười cười xác thực mặc kệ lực lượng kia có từ nơi nào tiêu viêm cũng có thể sử dụng nó như vậy một gã cường giả như hắn trong tay nắm giữ lực lượng có thể cùng đấu hoàng cường giả chống đỡ thì mọi hoài nghi cùng khiêu khích tự nhiên đều biến mất thấy hải ba đông không nói gì thêm nữa tiêu viêm lúc này mới mỉm cười Đối phương cũng là người thông minh, biết rằng thứ lực lương này không cần biết có từ đâu, chỉ cần ai có nó sẽ có quyền lên tiếng. Đi thôi, tranh thủ lúc sáng sớm có thể tới Diêm Thành. Bất quá hướng đi đến Diêm Thành ta cũng rất rõ mình phải dựa vào hải lão tiên sinh. Tiêu viêm cười nói, ha ha tuy rằng ta đã ở Mạc Thành vài thập niên. Nhưng mỗi ngày ta đều vẽ bản đồ nên đường đi đến đó ta cực kỳ quen thuộc đi theo ta. Hải Ba Đông cười nói hai cánh sau lưng hơi rung lên tốc độ đột nhiên tăng mạnh tiêu viêm gật gật đầu nhìn hải ba đông đột nhiên tăng tốc từ vân rực phe phẩy vội vàng đuổi theo bên trên bầu trời hai đạo lưu quang bay trên bầu trời nhìn có chút thê lương diêm thành nằm ở phía đông của gia mã đế quốc đường lớn rộng mở khiến cho nó trở thành con đường thông từ bên trong đế quốc tới các tỉnh phía đông có một vị trí chiến lược không tồi vì vậy nơi đây còn được gọi là thành thị lớn nhất phía đông gia mã đế quốc hàng năm đều được đế quốc phái binh đến chấn thủ trong diêm thành tiêu viêm hướng tới mục tiêu là mặc gia thế lực cường đại nhất ở gia mã đế quốc vì mặc gia bá đạo lũng đoạn nên gần 60% sản nghiệp trong diêm thành tất cả đều thuộc về mặc gia lợi nhuận hàng năm cho dù phải bỏ một chút tiền thuế cùng với một lượng tài sản phía sau thì mặc gia vẫn là càng ngày càng giàu có a nguồn http 2. gạch chéo gạch chéo tia yenfull vn rằng có thế lực lớn dễ gây họa nhưng có vân lam tông đứng phía sau cho dù là hoàng thất của gia mã đế quốc cũng không tìm đến mặc gia gây phiền toái cho nên mặc gia cơ hồ không kiêng nể gì đem thế lực phát triển mạnh cơ hồ trở thành bá chủ của diêm thành nếu ở phía đông không có ba gia tộc kiềm chế chỉ em mặc gia đã sớm khuếch trương thế lực đến các khu vực khác nhưng ngay cả như vậy, vài năm gần đây mặc gia dựa vào thế lực đằng sau. Đã đem tam đại gia tộc đặt xuống dưới, nghiễm nhiên trở thành bá chủ. Trải qua một ngày đường vất vả tiêu viêm hai người rốt cục thì từ từ tiếp cận phạm vi của Diêm Thành, phía trên khoảng không ánh trăng đang bị ánh mặt trời thay thế. Một cỗ hơi thở đang hung hãn bảo phủ lấy Diêm Thành, rốt cuộc ánh nắng chiếu rọi khắp nơi trong Diêm Thành. Nhìn tòa thành thị thật lớn kia giống như một con mãnh thú đang nằm phủ phục xuống tiêu viêm tuy rằng không e ngại mặc ra tuy nhiên có thể che giấu thân phận đem mọi việc giải quyết là tốt nhất còn nữa hải ba đông cũng nói hắn cũng không muốn đắc tội với vân lam tông hiển nhiên thế lực lớn nhất gia mã đế quốc cũng làm cho vị băng hoàng này có chút kiêng kỵ sau khi thay đổi y phục hai người lúc này mới hướng tới tòa thành khổng lồ phía trước chậm rãi đi tới đi tới cửa thành tiêu viêm có chút ngạc nhiên phát hiện ra tại nơi này mấy chục binh lính ánh mắt sắc lạnh đứng hai bên tường thành không ngừng quét qua những người đi đường nhìn những cảnh vệ kia tiêu viêm hơi cau mày nơi này không phải biên cảnh của đế quốc mà phòng ngự so với mạc thành còn nghiêm hơn thoáng có chút nghi hoặc lắc lắc đầu tiêm viêm liếc mắt nhìn hải ba đông im lặng xếp hàng một lúc sau liền tiến vào thành thị phía trong ai thật sự lớn a à, mặc ra quả không hổ danh là diêm thành đệ nhất gia tộc trong lúc xếp hàng tiêu viêm thấy mấy nam tử thân mặc trang phục lính đánh thuê khẽ nói nhỏ với nhau hắc hắc hôm nay có lẽ là sinh nhật của mặc gia đại trưởng lão mặc thừa nghe nói không chỉ các thế lực phía đông mà ngay cả những thế lực khác cũng đều tới ăn mừng ngay cả vân lam tông cũng phái người đến nga vân lam tông cũng phái người tới mặc thừa quả là có mặt mũi a à, hừ mặc ra tuy rằng thế lực cường đại nhưng trong mắt vân lam tông lại không được coi trọng nếu không phải mặc gia hàng năm đều nộp một khoản khổng lồ cho Vân Lam Tông thì bọn họ liệu có cùng mặc gia có quan hệ không? Một gã lính đánh thuê khinh thường nói. Hắc hắc, đúng vậy, một vài tên lính đánh thuê tự hồ đối với mặc gia cũng không quá quan tâm cười phụ họa nói. Đứng ở phía sau, nghe mấy tên lính đánh thuê nói chuyện, tiêu viêm đôi mắt khép lại. Khẽ cười nói, chúng ta tới đúng lúc A, à, vừa vặn đúng lễ mừng thọ của lão hỗn đàn kia có nhiều thế lực đến đây như vậy chúng ta không nên ra tay a à, hải ba đông nhíu mày nói ha ha hải lão tiên sinh chúng ta hai người liên thủ đừng nói là mặc ra cho dù là vân lam tông cũng không đánh lại huống hồ tông chủ vân lam tông cũng không thừa hơi mà đi đến nơi này nói như vậy cũng thật có chút cân nhắc hải ba đông cười lắc đầu một người có thể thống lĩnh được một đại môn phái vân lam tông siêu cấp cường giả tại gia mã đế quốc thì còn có mấy người đủ tư cách mời nàng đến ăn mừng ách ta tự hồ không đồng ý với ngươi là sẽ ra tay a à, cười một lúc hải ba đông bỗng nhiên sửng sốt nói hắc hắc hải lão tiên sinh đến lúc cần người hãy ra tay ta nghĩ sẽ có cái giá chắc sẽ có khả năng làm cho người hài lòng tiêu viêm cười nói một gã luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược như ngươi ta thực sự hy vọng ngươi nợ ta một chút ân tình a à, hải ba đông vỗ vỗ vai tiêu viêm cười nói khẽ mỉm cười tiêu viêm thấy sắp đến lượt mình vừa muốn bước tới trước thì phía sau truyền lại tiếng vó ngựa quay người lại tiêu viêm thấy mấy người nam nữ cưỡi ngựa đang phóng đến bụi bay mù mịt làm cho những người xếp hàng chờ đợi tức giận nhưng khi ánh mắt phẫn nộ của bọn họ nhìn thấy bóng người trên con ngựa phía sau bao nhiêu tức giận liền biến mất ngồi trên ngựa là một nữ từ trẻ tuổi, thân mặc bộ hồng y bó sát người. Là lướt vô cùng nhuần nhuyễn, hai má của nữ tử có chút trơn bóng, trên cổ đeo một quả trang sức thủy tinh nho nhỏ, làm cho khuôn mặt của nàng có chút linh động. Hồng y nữ tử nhìn lướt qua mọi người, không vì nàng điều khiển ngựa gây ra phiền toái cho những người đang xếp hàng chờ đợi mà dừng lại, liền dẫn theo người của mình phi thẳng vào trong thành. Sau khi tiếng vó ngựa xa dần, trong đội ngũ xếp hàng liền vang lên vài tiếng nói bất mãn mẹ nó không phải ỷ mình là mặc gia nhị tiểu thư sao thần kỳ cái giám a à, mặc gia không phải là dựa vào việc lấy lòng vân lam tông để có được địa vị như hôm nay hay sao một ngày nào đó nếu mặc gia làm chuyện gì không vừa ý họ vân lam tông sớm muộn cũng đem mặc gia đá đi nghe phía sau vang lên tiếng mẳng chửi tiêu viêm nhàn nhạt cười ánh mắt khẽ quét qua thông đạo tối như mực trước cửa thành sau đó sửa sang lại hắc bào rồi chậm rãi tiến vào thông qua một thông đạo tối đen ánh nắng chói mắt đột nhiên làm cho ánh mắt tiêu viêm theo thói quen có chút hư ảo một lát sau đợi đến lúc thích ứng được với ánh sáng lúc này tiêu viêm mới chậm rãi mở to mắt bên tai tràn ngập âm thanh huyên náo mở mắt ra tại tầm mắt xuất hiện một tòa thành thị khổng lồ đứng ở lối ra của tường thành tiêu viêm ngẩng đầu nhìn hai bên đường ngã tư chi chít cửa hàng đẹp đẽ cùng với người qua lại trên ngã tư không khỏi tán thưởng một tiếng quả không hổ là thành thị lớn nhất phía đông của gia mã đế quốc lưu lượng người cùng độ phồn hoa chỉ sợ hắc nham thành mà tiêu viêm lần trước nhìn thấy mới có thể so sánh đứng ở trên ngã tư đường tiêu viêm bất ngờ nghe được thấy âm thanh ồn ào khiến cho tay có một chút khó chịu trên mắt khó có thể che giấu vẻ mỏi mệt xoa xoa huyệt thái dương quay đầu về phía hải lão nói liên tục chạy hai ngày đường trước tiên chúng ta tìm một chỗ nghỉ tạm sau thuận tiện hỏi thăm tin của mặc gia ừ cũng được Nghe vậy, Hải Ba Đông hơi gật đầu. Tỷ nói đã tiến vào cảnh giới đấu hoàng, sự chịu đựng mệt mỏi vượt qua người thường, dù sao hai ngày nay phi hành liên tục không nghỉ ngơi, đấu khí tiêu hao cũng thực sự quá lớn. Cho nên có thể nghỉ ngơi một chút lão đương nhiên sẽ không từ chối. Nhìn thấy Hải Ba Đông gật đầu tiêu viêm cười cười theo dòng người đi lên phía trước. Một đường đi qua, trung quanh nhiều biển hiệu làm cho mọi người rối mắt làm cho tiêu viêm có vẻ kinh ngạc. Lúc sau khi đi qua ngã tư đường, Tiêu Viêm chép miệng. Khẽ cười nói, ngã tư đường này ta tính có tổng cộng 103 gian hàng, trong đó có 74 gian hàng có biển hiệu đề một chữ, mặc bọn họ nói mặc gia ở Diêm Thành này là bá chủ. Xem ra quả nhiên không giả. Mặc gia này hiện tại cũng quá mức bá đạo, năm đó ta tới Diêm Thành này, lúc đó tại đây còn có một vài phương thế lực có thể đấu lại với Mặc gia. Hải Ba Đông đảo ánh mắt một vòng gật đầu nói vậy vân lam tông kia thật sự có năng lực lớn vậy sao một người trước kia không được tính là mạnh mẽ ở gia tộc dựa vào bọn họ lại có thể quật khởi tiêu viêm sờ cằm nhíu mày nói thực lực bề ngoài của vân lam tông cũng không đáng sợ nhưng mà thế lực tiềm tàng của nó cũng thực sự khủng bố người phải biết rằng nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu cường giả từ vân lam tông đi ra giải rác ở các địa phương của gia mã đế quốc thậm chí còn khuếch tán ở các đế quốc bên ngoài. Bọn họ thành lập các thế lực đều có mối liên hệ với Vân Lam Tông, thậm chí người có thể đem bọn họ so sánh với thế lực của Vân Lam Tông. Người có thể tưởng tượng một chút nếu như một ngày nào đó các cường giả hoặc các thế lực đó tập trung tại Vân Lam Tông thì lực lượng này sẽ khủng bố đến mức nào. Khi đó ta nghĩ cho dù hoàng thất của gia mã đế quốc có một lão tổ tông tọa chấn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đê dựa vào thôi. Hải Ba Đông nói trên khuôn mặt hiện lên một chút ngưng trọng hiếm thấy rất là khủng bố à tiêu viêm nghe vậy nhẹ nhàng thở một hơi lẩm bẩm nói ta cũng không biết ngươi cùng vân lam tông có ân oán gì bất quá xem ở chúng ta cũng coi như có quen biết ta nói trước với ngươi một câu tốt nhất không nên trêu chọc bọn họ cái tổ ong bò vẽ kia cũng không tùy tiện chọc vào hải ba đông trầm ngâm một hồi nhắc nhở nói tiêu viêm khẽ lắc đầu bàn tay vỗ nhẹ tay áo bào cước bộ chậm rãi đi tiếp một lúc sau đi đến nói, có lẽ người nói đúng. Nhưng mà có một số việc ta phải đi làm, cho dù là đâm tổ ong bò vẽ kia ta cũng sẽ quyết làm. Nghe lời này của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông không nhịn được lắc đầu, lão không biết được thiếu niên tiền đồ vô hạn này vì cái gì mà phải cố tình trêu chọc Vân Lam Tông. Chẳng lẽ hắn không biết cử chỉ này là rất ngu xuẩn sao? hơn nữa nếu bọn họ thật sự về sau giống như tổ ong võ vẽ tìm ta phiền toái như vậy ta cũng sẽ cho bọn họ biết tiêu viêm ta không phải là bùn đất hắn dám đến ta dám giết tuổi ta còn trẻ còn có rất nhiều thời gian với thực lực của đấu hoàng ta còn có thể không đập được vân lam tông ta đây sẽ cố gắng đặt tới đấu tông đấu tông không đờ si thì đấu thánh thậm chí là đấu đế Tiêu Viêm bỗng nhàn nhạt nói là bước chân Hải Ba Đông chậm lại, thần tình ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng hiện ra vẻ quật cường cùng tàn nhẫn. Trong lòng bỗng xuất hiện ý niệm nói không chừng, lần này là Vân Lam Tông trêu chọc đến một con ong vò vẽ điên đâu, à, đúng rồi. Lúc trước theo như lời Hải lão tiên sinh thì lão tổ tông của Hoàng thất gia mã đế quốc đó là ai? Tiêu Viêm bỗng nhiên nghi hoặc hỏi nói, một lão quái vật, lão yêu quái, về sau có cơ hội đi đế đô chính người đi nhận thức đi lão già kia là ngư y thủ hộ của hoàng thất gia mã đế quốc thực lực rất khủng bố nhiều năm như vậy không thấy không biết thực lực tăng bao nhiêu rồi hải ba đông vỗ về tròm râu trên khuôn mặt biểu hiện một chút kiêng kỵ sau một lúc hắn cười nói năm đó hắn cũng mỹ đỗ toa nữ vương chiến đấu nhưng mà so với ta tốt hơn dĩ nhiên là đấu ngang tay với mỹ đỗ toa nữ vương hơn nữa cuối cùng có thể an toàn quay về Nghe vậy trên khuôn mặt tiêu viêm hiện lên một chút thoáng kinh ngạc Mỹ đỗ toa nữ vương kia chính là đứng ở đấu hoàng đỉnh địa cường giả. Có thể cùng nàng giao chiến mà bất bại vị kia lão quái vật thực lực chỉ sợ ít nhất là hơn lục tinh đấu sâu. Sợ hãi lắc đầu, bước chân của tiêu viêm chậm lại nhìn về phía một khu nhà trên ngã tư đường tên là mặc tác huyền hoa khách sạn. Nói với Hải Ba Đông, chúng ta ở trong này nghỉ tạm một lát đi, ừ, Hải Ba Đông đầu. Hai người tiến vào khách sạn ánh mắt quét một vòng có chút phát hiện ở hai bên đại sảnh trong khách sạn đều có người ngồi trong đó liền lắng nghe những người này nói chuyện một lúc sau tiêu viêm mới biết tất cả những người này đều ở nơi khác tới đến chúc thọ đại trưởng lão của mặc gia hơi lắc đầu tiêu viêm đi tới chỗ quầy nói muốn thuê hai gian phòng một lúc sau trưởng quầy là một vị có vài phần tư sắc đánh giá họ một chút rồi trả lời ngọt ngào tiên sinh xin hỏi các ngài có thiếp mời của mặc gia không thiếp mời tiêu viêm ngẩn người cau mày lắc đầu không có chúng ta đến diêm thành còn cần phải có thiệp mời của mặc gia sao thật xin lỗi vài ngày gần đây tất cả lữ điếm của diêm thành đều được mặc ra bao hết rồi các khách sạn đó đều tiếp đãi khách mời của mặc gia thị nữ tê cười trả lời ồ mặc gia tựa hồ rất bá đạo a à. tiêu viêm khẽ cười thưởng thức lời của trưởng quầy nghe vậy thị nữ sắc mặt cứng lại đây chính là lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói mặc ra không phải là thổ địa ở diêm thành lập tức giờ khóc giờ cười gương mặt có chút xấu hổ ba nhìn thấy thần sắc xấu hổ của thị nữ tiêu viêm cũng không cảm thấy thú vị liền xoay người muốn rời đi nhưng mà một đạo bóng đen từ một bên hung hăng bay đến cuối cùng nện một tiếng phía trên quầy nơi này sao lại có một gã nhà quê dám ở diêm thành trách mắc ra ta bá đảo bóng đen hạ xuống đó là thanh âm của nữ tử bên trái tiêu viêm vang lên nghe được lời này rõ ràng là giọng điệu của một nữ tử điêu ngoa trong mắt tiêu viêm hiện lên một chút vẻ không kiên nhẫn quay đầu nhìn thấy một đám người cách đó không xa nhóm người này rõ ràng còn trẻ cầm đầu là một cô gái mặc một áo hồng bó sát người dáng người đầy đặn chỗ nào nên lồi thì lồi lõm thì lõm thật là một nữ tử mê người cái váy ngắn không che được đôi chân thon dài làm trong đại sảnh có có không ít ánh mắt nam tử ngẫu nhiên đảo qua cặp đùi này trong mắt hiện lên một chút thèm muốn ánh mắt quét qua vị hồng y nữ tử trong tay cầm trường tiên tiêu viêm nhận ra nàng lúc trước ở cửa thành xe ngựa chạy như điên đúng là vị nữ tử này được xưng là mặc gia nhị tiểu thư ánh mắt tiêu viêm nhìn về phía vị nữ tử vênh váo tự đắc một cái thật là mất hứng thú có chút lắc đầu xoay người quay trở lại bên ngoài tiểu tử Muốn chết, nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Viêm, nữ tử xưa nay được mọi người cho là bảo bối nhất thời mày dựng thẳng. Trong tay xuất hiện một cái roi dài quất một cái hóa thành một đạo bóng đen hung hăng đánh về phía Tiêu Viêm. Khi trường tiên sắp đánh lên thân thể của Tiêu Viêm, thanh sắc hỏa diễm bỗng nhiên quỷ dị được hiện lên, nhiệt độ nóng cháy, không chỉ đem trường tiên đốt thành cho tàn hơn nữa một cỗ thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt bắn về phía hồng y nữ tử thanh sắc hỏa diễm vừa hiện thân trong đại sảnh độ ấm chợt tăng lên trong đại sảnh không thiếu người kiến thức rộng rãi nhìn thấy thanh sắc hỏa diễm kia đều không khỏi hoảng sợ dị hỏa một chút thanh sắc hỏa diễm nhỏ trong sự hoảng sợ của mọi người bắn thẳng tắp về gương mặt u ả à vị hồng y nữ tử xem tình thế này nếu như bị đánh chúng cho dù may mắn giữ được tính mạng khuôn mặt xinh đẹp được mọi người yêu thích chỉ sợ cũng sẽ bị phá hỏng Khuôn mặt có vẻ hoảng sợ, trong mắt vị hồng y nữ tử kia không ngừng phóng đại được thanh sắc hỏa diễm. Trong lòng muốn trốn tránh nhưng mà nàng có thực lực để né tránh sao? Lập tức chỉ đứng ngây ngốc một chỗ tùy ý để thanh sắc hỏa diễm kia bắn đến. Ngay tại lúc thanh sắc hỏa diễm sắp bắn trúng hồng y nữ tử, một đạo thiểm điện từ bên ngoài phóng đến ôm lấy nữ tử tránh đạo thanh sắc hỏa diễm đang phóng đến. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyenfull vn thanh sắc hỏa diễm một kích thất bại, mất đi mục tiêu. Vừa vặn là oanh kích một khối nham thạch phái sau vị hồng y nữ tử. Nhất thời từng đạo ánh mắt hoảng sợ rơi trên bức thạch điêu trong khoảng khắc hóa thành chất lỏng T. Nhìn một chút hỏa diễm khủng bố như vậy tất cả mọi người trong đại sảnh không cẩn thận hít một ngụm lương khí. Chợt đem ánh mắt rung động hướng về phía hắc bào thiếu niên. Vị tiểu huynh đệ này, xin dừng tay, ở một chỗ trong đại sảnh, một gã trung niên nam tử bước nhanh đi ra. Ở phía sau hắn là khuôn mặt tràn bạch của vị hồng y nữ tử. Hiển nhiên, vừa rồi ra tay cứu giúp người, đó là vị trung niên này nhàn nhạt nhìn vị hồng y nữ tử đứng phía sau vị trung niên, tiêu viêm hơi nghiêng đầu, hai tay rời khỏi hắc bào. Một chút thanh sắc hỏa diễm, lần thứ hai nghịch ngợm nhảy trên đầu ngón tay. Tiểu huynh để lúc trước linh lâm xúc động quá mức vị kia ra đầu có chút run lên nhìn lũ thanh sắc hào diễm trên đầu ngón tay của tiêu viêm, chắp tay khách khí nói, mặc ra. Khóe miệng khẽ cười, tiêu viêm liếc vị đấu sư trung niên này, cười lạnh nói, nói trước cho ngươi, đừng tưởng rằng mặc ra có vân lam tông chỗ dựa liền không kiêng nể ai. Không chừng ngày nào đó chọc tới một người không nên dây vào, cho dù là vân lam tông, cũng không bảo vệ nổi các ngươi. Thiếu niên cười lạnh nói, trong đại sảnh. Tất cả mọi người đều bị một chút ngữ khí cuồng vọng này mà chấn động. Ánh mắt nhìn lên chỗ thanh sắc hỏa diễm phiêu phù trên tay tiêu viêm. Sau đó ánh mắt lướt qua người đứng sau lưng tiêu viêm chính là hãi lão. Tất cả mọi người đều rất sáng suốt giữ im lặng. Tuổi trẻ có loại thanh sắc hỏa diễm khủng bố như thế. Nếu như nói sau lưng không có siêu cấp cường giả tương trợ, mọi người sẽ tuyệt đối không tin tưởng. Mà nếu thiếu niên được sau lưng thực sự là có được cái loại cấp bậc được cường giả này, như vậy lúc trước lời nói này cũng không tính là nói dối, ha ha tiểu huynh đệ nói được lời này. Hôm nay sau khi trở về ta chắc chắn làm cho gia chủ trách phạt linh lâm. Vị này trung niên này rõ ràng không phải một người lỗ mãng, cho nên vẫn chưa bởi vậy mà có điều phẫn nộ. Ngược lại là cười xòa nói, nhìn vị trung niên một cái ánh mắt tiêu viêm hung về phía vị hồng y nữ từ phía sau làm như thấy được ánh mắt của tiêu viêm đảo qua, vị nữ tử này lúc trước còn vênh váo, nhất thời sắc mặt tái nhợt được đem đầu lui lại phía sau vị trung niên. Sợ lúc thanh sắc hỏa diễm tập kích lần thứ hai, bộ dáng khiếp đảm không còn tí chút ương ngạnh. Bàn tay chậm rãi thu vào hắc bào tiêu viêm vừa muốn xoay người, vị trung niên vội vàng tiến lên từng bước khách khí nói, hai vị nếu đã đến Diêm Thành, tất cả khách sạn đều bị mặc ra bao hết cho nên hiện tại hai vị cho dù đi khắp diêm thành cũng tìm không thấy chỗ nghỉ tạm đâu như vậy đi vì bồi tội cho hai vị ta phân phó nơi này cấp cho hai vị hai gian phòng xa hoa không biết hai vị có chấp nhận lời xin lỗi sùa mặc ra không bước chân dừng lại tiêu viêm quay đầu đi đến nhìn vị trung niên này làm việc có chút khôn khéo cùng hải ba đông nhìn nhau liếc mắt một cái không có chút được lời khách sáo xoay người liền đối với thang lầu chỗ đi đến, nhàn nhạt nói, dẫn đường. Được, nhìn tiêu viêm cùng hải ba đông kia có bộ dáng dứt khoát, vị trung niên sừng sốt, vội vàng hồi phục tinh thần, đem vị hồng y nữ từ phía sau trấn an một chút. Sau đó vội vàng đi theo lên, nhìn tiêu viêm chậm rãi nhẹ nhàng biến mất ở chỗ cuối cầu thang. Trong đại sảnh lúc này mới giảm chút không khí cúi đầu khe khẽ tự hỏi bối cảnh của một già một trẻ thần bí này vị hồng y nữ tử khuôn mặt tái nhợt mặt cười cho đến khi tiêu viêm biến mất mới chậm rãi hiện lên một chút hồng mơ u bàn tay lau chút nước mắt nàng như vậy nhiều năm qua lần đầu tiên phải chịu loại đối đãi này ở bên cạnh nữ tử thanh niên đồng dạng bị dọa ngây người vội chạy đến an ủi tính cách vị hồng y nữ tử này cho dù ngang ngược nhưng dù sao cũng là con cái đại gia một lúc lâu sau đem cảm xúc ổn định trở lại lúc này đã có vẻ ít ngang ngược tuy rằng là gượng cười nhưng dù sao mỹ nữ vẫn là mỹ nữ mặc kệ ra sao vẫn rất đẹp linh lâm lúc trước tên kia thật sự là rất đáng giận nàng yên tâm chờ ngày mai ta nhất định tìm người giúp nàng một cái công đạo vì thanh niên này lúc trước bị dọa đến ngây ngốc lúc này chạy đến bên cạnh mỹ nhân biểu hiện quyết tâm với dũng cảm của mình ha ha linh lâm muội muội làm sao khóc đáng thương như vậy chẳng lẽ còn có ai dám ở diêm thành này đắc tội với ngươi ở bên cạnh vị hồng y nữ tử cùng vị thanh niên đang biểu hiện dũng mãnh kia một tiếng cười thanh thúy bỗng nhiên từ cửa lớn truyền vào tiếng cười như chuông ngân truyền vào địa sảnh làm trong lòng mọi người khẽ run từng đảo ánh mắt vội vàng hướng về phía đại môn tiếng cười của nữ tử vang lên không lâu một tiệt sắc giai nhân mặc quần áo thanh hã xuất hiện chậm rãi lọt vào tầm mắt của mọi người ánh mắt nhìn nữ tử tao nhã kia, tất cả nam nhân trong đại sảnh ngừng hô hấp bị sắc đẹp làm cho ngừng thở. Nữ tủ thân mặc trường bào màu xanh bó sát người, một vòng đai lưng trong suốt bó lấy vòng eo, thể hiện sự hoàn mỹ đến cực điểm bàn tay nữ tử như ngọc da thịt trắng nõn. Khuôn mặt nhàn nhạt hiện lên vẻ anh khí, làm cho người ta hâm mộ và kính ngưỡng vành tai mềm mại của nữ tử lộ một đôi hoa tai lục sắc. Hoa tai khẽ lay động kêu len keng rất nhỏ giống như tiếng suối chảy róc rách như một bản nhạc ở chỗ này bỗng nhiên xuất hiện vị tiệt sắc nữ tử, bất luận khí chất cùng dung mạo. Đều hơn xa vị kia hồng y nữ tử, hai người đứng chung một chỗ thật sự là có chút khiến người ta tự biết xấu hổ. Trong đại sảnh, từng đảo ánh mắt nóng bỏng hướng đến thân thể mềm mại là lướt kia đi tới. Nhưng mà khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy ký hiệu một đám mây xanh cùng một thanh trường kiếm bàng bạc trên ống tay áo nữ tử. tâm hồn như bị một gáo nước lạnh ánh mắt hiện lên một chút kinh sợ Hồng y nữ tử mặt cười kinh ngạc được nhìn kia cười dài được tiến lên nữ nhân kia, sừng sốt một lúc vội vàng cười duyên nói, nạp lan tỷ tỷ sao tỷ cũng đến đây. Thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.